Lễ Phật là một phương pháp sám hối nghiệp chướng trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp. Vì nhớ nghe, chúng ta thì phải đem Phật pháp chia sẻ. Nhưng mà tổ sư nói một câu như này: bao nhiêu lời tốt của thiên hạ không bằng niệm một câu Phật hiệu. Tổ sư còn nói thêm một câu: dù ở cuộc đời này, hiện tại bạn đang ở đây, dù đúng cũng sai, đừng nói tới sai. Vì sao biết không? Vì bạn còn trong lục đạo luân hồi, bữa nay bạn đúng, ngày mai bạn sai. Ngồi suy nghĩ đi. Nên dù là đúng cũng sai, chỉ có về cực lạc mới đúng. Tại vì cực lạc là tỉnh, luôn luôn tỉnh. Còn ở đây là còn mê, nên ở đây đúng cũng sai. Nên bạn phải gấp gáp niệm Phật để về cực lạc mới đúng. Đó, rất là quan trọng. Không, những lời tổ sư đồ dạy đồ ngẫm nghĩ rõ ràng lắm quý vị. Người ta nói: ủa sao kỳ vậy ta? Đúng mà cũng sai, nó kỳ vậy. Vì trong cuộc đời này, đang ở cái cõi này, ai ở đây dù có đúng cái nào cũng sai à. Còn ở đây là nhất định sẽ sai. Bữa nay đúng nhưng mai mốt sai. Đúng không quý vị? Nó mê hoặc điên đảo mà. Ấn Tổ nghe nói đời này tu nếu mà có phước báo thiệt lớn, đời sau được làm người có phước báo. Đời sau bạn có quá có phước báo, coi chừng bạn không tu. Mà khi bạn không tu thì đời thứ ba của bạn là đọa lạc. Vậy đúng hay sai? Đó, ngồi suy nghĩ. Nên mỗi một người chúng ta khi mình nhận thức được thì vị sẽ chân thật niệm Phật liền. Đó. Bây giờ về đây nè, mình lễ Phật gì nè, rồi niệm Phật lễ Phật rồi ha. Quý vị nắm cái cách tu này, rồi thỉnh tượng Phật. Sáng nay tiếp tục thỉnh tượng Phật. Nó hôm qua những đức thấy người ta thỉnh tượng Phật rất là đông. Rồi sáng nay tiếp tục mình thỉnh tượng Phật nữa. Rồi về an vị Phật là cũng niệm Phật lễ Phật y ráng gì nè. Rồi xong tôn tượng Phật, rồi niệm Phật lễ Phật. Rồi quý vị cứ ở nhà quý vị nha, sáng tối dụng công tu, lúc nào đi đến chùa được thì đến. Còn ở nhà cứ sáng tối dụng công tu. Những đức nói rằng là nếu mà đông Phật tử mà thỉnh tượng Phật mà ở nhà niệm Phật lễ Phật đó nghe, cái kiếp nạn nhân sinh này nó có cỡ nào thì nó cũng quá giải bớt. Nó quá giải nhiều lắm á quý vị. Còn nếu như bây giờ mình đi đến đây mà quý vị chỉ được, thí dụ như những đức chiều nay mới tổ chức, thường là người ta tổ chức một buổi thôi. Chỉ có chùa mình á là ví dụ như ở 2 ngày thì 16 buổi. Chứ có chùa mình mới làm gì á. Bữa đó những đức gặp một anh em, ông nói một câu: ông xong khỏe gì không đức? Người ta tổ chức có một buổi một thôi, người ta sắp xếp muốn chết luôn. Còn ông gì đâu mà một ngày thì là 4 buổi. Xong khỏe chứ à. Thì những đức nói: thầy biết làm sao mà những đức khỏe không? Hỏi làm sao? Vì những đức lên những đức khuyên người ta niệm Phật. À, rồi những đức cũng niệm Phật chung với Phật tử. Nên niệm Phật nó khỏe thầy ơi. Chứ nếu như mà mình lên á, mà mình chỉ tổ chức chương trình rồi nó chỉ là hình thức thôi, thầy mệt lắm á. Tuy là vui vui vậy đó nhưng mà nó rối cái tâm. Còn bây giờ mình nói chuyện gì mình quy nhất tâm con người ta lại. Chứ sáng nay là cái pháp hội Di Đà, nên quý vị biết đa phần con người người ta là gì nè. Lễ Quan Âm thì người ta cầu nguyện nghe. Cái tâm con người người ta vậy đó. Lễ Quan Âm là người ta cầu nguyện. Thí dụ như nhiều người đến nè, thí dụ như người ta chưa có chồng, người ta cầu có chồng. Nó thí dụ có những người gì đó, trong tâm người ta im điềm, người ta cầu nguyện. Chứ người ta đâu nói mình nghe đâu. Không lẽ giờ cầu có chồng mà đi nói cho mình nghe, hiểu không? À, rồi chưa có vợ cầu có vợ. Có người chưa có con, người ta cầu có con. Rồi có người làm ăn chưa thành đạt, người ta cầu thành đạt. Người ta cầu tùm lum. Rồi người ta cầu cho chồng người ta bỏ rượu. Người ta cầu cho con người ta ngoan ngoãn. Cầu cho gia đình nó có sức khỏe, sống hạnh phúc. Khi Bồ Tát quán, lễ Bồ Tát Quán Thế Âm đó là cái cầu nguyện người ta nhiều dữ lắm. Cực kỳ nhiều luôn quý vị. Đó. Nên á, cái tâm cầu nguyện đó quá đông. Nên quý vị thấy mỗi lần lễ Quan Âm Bồ Tát là nó có một cái bầu không khí nóng lạ thường lắm. Tại vì cái tâm cầu nguyện đó, quý vị biết rằng á,
Tuy mình cũng tu mình cầu đó, nhưng mà mình tạo ra cái nặng gánh quá nặng, rồi nó chiêu cảm tất cả những cái tâm cầu đó, đó. Nó chiêu cảm ta thành giống như quán khí nó bao phủ lại, nó nặng nề dữ lắm quý vị, chứ không đơn giản đâu. Nhưng mà khi lại Quan Âm Bồ Tát xong hết trơn rồi, lúc đó nó mới nhẹ nhàng, hiểu không? Tại vì cái lúc cầu là lúc đang nặng gánh, mình đang gánh quá. Mình mục tiêu tu là mình cầu nên nó gánh nặng quá. Nên đã là gánh nặng, mọi người gánh một chút thì nó nặng cỡ nào. Còn cái pháp hội Di Đà đó là cái pháp hội giải thoát. Đa phần niệm Di Đà thì cũng cầu được cái điều đó, nhưng mà người ta lại nghĩ niệm Di Đà là để cầu siêu. Đó, có người ta cái tâm vậy đó. Mà chữ siêu kế là chữ thoát, gọi là siêu thoát. Có nghĩa là nó đã được siêu thoát thì cái gì nó cũng nhẹ nhàng. Nên mỗi lần mà tổ chức lễ Viếng Quan Âm hay một chương trình là buổi sáng chúng ta đều có một cái pháp hội Di Đà, để cho cái tâm có người đi về đây nè, rồi quán thân trái chủ đi theo mình, ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp hay đời này chưa siêu cũng đi theo mình, hay nhiều người mang nghiệp phá thai hương linh thai nhi cũng đi theo mình. Thì bây giờ cái pháp hội Di Đà này mỗi một người nghe gì, rồi mỗi một người một chút lễ Phật, chân thật lễ Phật, mà kết thành một cái đại từ trường, cái tâm con người phát câu Phật hiệu lên. Thì quý vị biết rằng cái tâm mà cầu siêu thoát đó, nó phát triển quá mạnh, tặng hư không có pháp giới. Vì một câu Phật hiệu lượng tặng hư không, một cái điều ác nó cũng lượng tặng hư không, mà một câu Phật hiệu nó lại là vô lượng công đức, nên nó lượng vô lượng công đức đi tặng hư không. Còn một điều ác là vô lượng tội nghiệp, mà vô lượng tội nghiệp nó cũng lượng tặng hư không. Nên quý vị coi nguyên một cái đại hội chúng này đông như vậy, mà người ta cùng niệm danh hiệu Phật lên để cầu siêu thoát cho người thân của mình hay chúng sanh chết chưa siêu, thì cái này nó có cảm ứng rất thù thắng. Cảm ứng rất thù thắng quý vị à, thấy không? Thêm một cái đó là quý vị nắm được cái phương pháp tu, mà phương pháp tu này nó có sẵn rồi. Quý vị chỉ cần bật lên là những đức niệm trước, quý vị niệm sau có hình rõ ràng, vì nhìn theo đó bị lễ Phật ngon lành luôn, nó rất là dễ quý vị. Còn một chút những đức lễ đây nè, có cái máy quay phim nó quay ngay những đức lễ, sao bị lễ theo vậy đó, là quý vị lễ Iran luôn, mà điều rang luôn. Quý vị coi nguyên một cái pháp hội đông người ta ăn gì mà lễ điều rang. Quý vị thấy cái phương pháp tu hay, có nghĩa là áp dụng phương pháp tu ngay chương trình lễ hội. Những đức để ý, đúng là Phật Bồ Tát, cái nhân duyên phước báo các ngài quá lớn, bởi vì mình phải làm Phật Bồ Tát thôi. Tại vì sao? Nếu mình làm phàm phu thì cái ngày đám dỗ của mình hay ngày sinh của mình có khi còn sát sanh. Còn cái ngày của Phật Bồ Tát là cái công đức nhân duyên quá lớn. Quý vị coi á, chùa chiền mà có khi cũng nhờ những ngày lễ hội của Phật Bồ Tát, ngày sinh, ngày giảng sanh của các ngài thôi đó. Vậy mà có khi chúng sanh về mà tu duyên tu phước, mà nhà chùa có cơm ăn áo bặn để quý thầy tu, thì thấy cái phước lớn chưa? Đó. Nên á, còn có khi mình á, ngoài đời á, ngày sinh của mình còn đi làm sinh nhật là sát sanh, rồi đi karaoke, đi đua xe một chút rồi sức môi. Đua xe nên bị sức môi, bị thấy ghê chưa? Nó mới bị kinh khủng chưa? Tại vì sát sanh vừa ăn nhậu xong la lối sùm, rồi xong rồi bây giờ đi chạy xe đua xe, cuối cùng thì té xe sức môi chứ sao. Nên đi xuống vô Diêm Vương hỏi sao con bị sức môi, nói đua xe. Diêm Vương hỏi cái gì mày nói cái gì, dạ đua xe bị sức môi, thấy thấy chưa? Còn bây giờ quý vị coi cái ngày sinh của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, có những con người người ta chưa ăn chay trường mà ngày đó người ta cũng ăn chay trường. Nên quý vị phải công nhận là cái ngày lễ hội của trong Phật giáo hay. Con người người ta còn ăn mặn, người ta vẫn ăn chay, và người ta có cái lễ phóng sanh. Rồi quý thầy lại đem cái giáo pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni để hướng dẫn cho Phật tử. Có nghĩa là con người ở trong cái pháp hội đó, nó cảm thấy nó bình an, nó thanh thản. Nên từ nơi cái bình an thanh thản này mà nghiệp quan gia trái chủ đi theo quý vị, tự nhiên người ta buông ra. Nhưng mà về quý vị sân si thì nó đeo lại. Ai mà quý vị sân si làm chi? Phải chi mà quý vị đi đến đây, quý vị được nạp năng lượng này, rồi quý vị về quý vị tiếp tục niệm Phật đi. Vì có cái máy niệm Phật bị đeo hoài để bên cạnh á. Quý vị nhớ Nhà Đức kể câu chuyện không? Cái người
bà này cho đứa cháu cái máy niệm Phật. Vì mà đứa cháu này nó đeo cái máy niệm Phật mà nó đi đến cái chỗ vắng á, mà có cái người mà phản âm, ta nói xô đi, xô đi. Rồi xong á, có một người nói một câu nữa, là phản âm luôn nói một câu, đừng có xô nữa. Con nhỏ nó đeo máy niệm Phật, mày xô cái người niệm Phật, tội mày nặng dữ lắm. Mày thấy không? Nó. Nên á, những đức lúc nào cũng đeo máy niệm Phật chứ, những đức cũng sợ phản âm xô mình. Đeo máy niệm Phật, nên á, nên đi ngon lành lắm, ít bao giờ té đâu lắm. Hiểu không? Nên quý vị muốn đi mà chắc chắn không bị té được, đeo máy niệm Phật. Lúc nào cũng niệm Phật, đeo máy niệm Phật. Nó giống như cái ông tài xế này không biết tu gì, mà trong cái chiếc xe đó có người niệm Phật. Vì mà đi đến cái chỗ, cái đoạn đường đó, mà ổng nghe văng vẳng bên tai là bẻ tay lái nó đi, bẻ tay lái nó đi. Có một người nói rằng trong xe đó có một người niệm Phật, mà mày bẻ tay lái là tội nặng lắm. Ổng vừa nghe cái ông niệm Nam Mô Di Đà Phật, niệm lớn lên. Quý vị coi á. Nên đó là cái rất là cảm ứng cái công đức niệm Phật. Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ tội diệt hà sa. Bây giờ mà bao nhiêu con người ngồi đây mà một chút mà lễ Phật, vì trước nhất vị nghe gì nè, quý vị mới phát tâm. Rồi một chút quý vị mà lễ Phật, nghe quý vị biết rằng cặp mắt phàm phu mình không có thấy đâu, nhưng mà cái quang minh của bao nhiêu con người này niệm Phật nó phát ra từ cái cơ thể vị. Những đức nói với vị nghe, khi quý vị sân si thường ngày nghe, châm thọt chửi mắng sân si nghe, những đức nói vị cái người vị nó phát ra cái màu xám xịt, viết cái mặt cái vị xám xít. Chữ xít là gì vị biết không? Xít là đầu tối á, là chửi mắng châm thọt người ta là chữ xít. Chữ xít kế đó là đầu tối. Đầu tối là giống như xiền xít, hiểu chưa? Nó xám xịt là xám xít, xiền xít đó là cái người sân si giận hờn, hận thù đố kỵ, kiếm tiền bất chấp tội lỗi. Thấy không? Đó là xám xít, xám xịt. Nó xiềng xích sẽ đến với mình. Còn khi quý vị ở trong cái hội chúng này mà niệm Phật á, mỗi một người phát lên cái tâm niệm Phật, trong lòng nhẹ nhàng thư thớ, buông xuống tất cả những cái chuyện gia đình nặng nề, rồi lúc này cùng phát âm niệm Phật, thì quý vị biết rằng mỗi một con người quý vị phát lên một cái sự quang minh, quang minh từ cái tâm quý vị niệm lên câu Phật hiệu, tự nhiên ánh sáng bị phát ra. Mà bao nhiêu ánh sáng này phát ra quý vị coi, giống như đây bao nhiêu ngọn đèn mà tự nhiên đèn chiếu 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 lên quý vị coi. Nếu mà mình mà có thiên nhãn mình nhìn đó nghe, ở đây cả một bầu trời này rực sáng. Tổ sư nói mà, cả một bầu trời rực sáng. Rồi quý vị tự nhiên quý vị tỉnh hồn. Tỉnh hồn là gì biết không? Mình quê mê hoặc điên đảo buồn giận hận thù là do gì? Cái xám xịt nó bao phủ mình, là gọi là quán khí bao phủ mình, nó làm cho mình bị mê mờ tối tăm, nên sân si khó chịu. Nên bây giờ nhờ quang minh này niệm đến câu Phật hiệu nương vào bổn nguyện của Phật, mà Đức Phật A Di Đà ngài để dùng quang minh để soi gọi tìm cái người niệm Phật. Mà bao nhiêu con người mà niệm Phật gì thì quang minh của Phật A Di Đà ngài soi gọi, ngài bao trùm cái pháp hội này luôn. Bao trùm cái pháp hội này thì quý vị biết rồi, thêm cái ánh sáng quý vị niệm đến câu Phật hiệu, một bên là mình niệm Phật cảm với bổn nguyện, một bên là Phật phóng quang, thì quang minh của Phật và mình niệm Phật hai bên kết hợp lại thì nó chạm vào quang minh của Phật, thì lúc đó chẳng có tiêu trừ 100% luôn quý vị. Đọc vào bổn nguyện Di Đà thì sẽ biết à, có Thiện Đạo Đại Sư ngày giảng thuyết á, nó thì quý vị sẽ biết được cái lợi ích của cái công đức mà pháp hội niệm Phật niệm Bồ Tát, mỗi một con người phát sáng lên á. Nó nên cái lúc mà niệm đó đó nghe quý vị, buông xuống chẳng cấu. Chẳng là cái sự hơn thua đấu đá, cấu là sự phiền não, hiểu không? Hơn thua đấu đá đi vào phiền não. Nên khi niệm Phật niệm Bồ Tát buông xuống chẳng cấu. Nên cái lúc niệm đó lỡ người ta có xá, mà cái mông người ta để ngay cái mũi mình. Nhiều ông nhiều bà hôm qua ăn mắm guốc, hiểu không? Lỡ mà cái gì người ta chơi một trái mìn, thì lúc đó mình nói thầy nói niệm Phật niệm Bồ Tát là buông xuống chẳng cấu. Bây giờ không có được sân si, nó chơi cái mìn vô lỗ mũi mình hít sâu, thở ra là xong. Hít thiệt sâu. Em không? Không có được nín thở. Nín thở là mình sẽ bực bội. Mà vừa nín thở xong buông ra thì nó thở vô thì lúc đó mình mới tức. Nên nó vừa chơi cái mìn vô lỗ mũi mình làm nè.
Hiểu không? Nên từ nơi đó nghe quý vị, nhớ niệm Phật niệm Bồ Tát là lúc đó buông xuống chằng cấu. Chằng là sự hơn thua bực mình khó chịu, cấu là phiền não. Lúc đó buông xuống mà niệm danh hiệu Phật thì thân thể bị phát vô quang minh. Còn Phật A Di Đà ngài mới phóng quang, vì cảm ứng, cảm là bản thân mình niệm bổn nguyện của Phật, niệm danh hiệu Phật, ứng là Phật A Di Đà phóng quang. Ngài phóng quang, ngài bao trùm cái pháp hội này. Quý vị đang tắm mình trong quang minh. Đang tắm mình trong quang minh. Đó. Nên sáng thức dậy niệm Phật là quý vị biết ở đây ánh sáng nổi lên cỡ nào chứ. Không đơn giản. Nghe không? Chúng ta nương vào bổn nguyện của Phật chúng ta nói đi. Có những người nói ông có thấy không? Cái tâm của mình con người không biết bao nhiêu thứ hơn thua, đấu đá mà muốn thấy mới tin. Xưa. Nghe không? Chờ chừng nào thấy mới tin. Chờ ngày đó đi. Chờ ngày đó đi rồi đi một vòng thiệt là xa, khổ te tua rồi, lúc đó tính sao? Mình là nghe qua mà tin là thiện căn, còn đòi thấy mà tin quý vị đóng băng luôn. Cho quý vị biết. Đòi thấy mới tin không à. Thấy không? Sao thấy được? Hơn thua đấu đá tranh giành giận hờn phiền não. Cặp mắt này tờ giấy mỏng che ngang còn không thấy bên kia. Mà đòi thấy Phật, thôi thấy Bồ Tát, đòi thấy quang minh. Chúng ta chỉ cần nương vào lời Phật mà tin là quý vị là người thật sự có thiện căn. Nghe không? Nên tổ sư nói rằng chúng ta sanh trong thời mạt pháp, nghe bổn nguyện của Phật là nghe tin, chứ không phải là thấy tin. Mà nghe tin mà làm tin là do gì? Nghe xong làm, áp dụng xong có lợi ích, có sự an lạc, xác thực rồi tin. Đó. Vậy đó, lòng tin nó vậy đó quý vị. Quý vị thấy những đức lên chia sẻ Phật pháp cho quý vị, những đức có chuẩn bị gì không? Nên những đức tin. Tin là cái gì? Tin là tôi không có chuẩn bị gì mà tại sao tôi lên rồi tôi nói thao thao bất tuyệt. Là tôi tin cái chỗ này nó mới đặc biệt. Còn quý vị mà thử mà lên đây đứng nói thử coi. Quý vị nói nó không vô được đó. Lạ thấy bị im, im gu thì không nói. Xong bị chào, mọi người tôi đi xuống. Nói với quý vị nghe chứ. Có khi mà ca sĩ người ta đứng trước công chúng biết bao nhiêu mà nói. Vì mà khi người ta lên trước cái công chúng của chùa mình, ta đứng ta nói có mấy câu mà tay người ta giật gì nè. Mà môi giật luôn. Xanh lè xanh lét chứ. Có khi những đứa đụng vô cái tay họ lạnh ngắt, mồ hôi ướt tay chứ. Quý vị biết rằng người ta run cỡ nào chưa? Trước công chúng tu không đơn giản, có lực tu lắm. Đó. Nên bao nhiêu con người này mà niệm Phật lễ Phật thôi quý vị, ô là quý vị thù thắng lắm. Rồi thêm một cái nữa là cái gì quý vị? Mà quán thân trái chủ đi theo mình nghe gì, người ta nghe quan gia nên giải không nên kết. Trong lòng người ta sẽ ngồi suy nghĩ. Quý vị nên ngồi nghiêm túc để cho họ ngồi nghe. Tại vì quan gia trái chủ người ta sẽ nghe ông thầy nói. Ông thầy nói có lý nghe. Mình nào đó giờ mình đi theo con nhỏ này với cái thằng này mình đòi nợ. Nó đi ăn sung mặt sướng, nó đi chơi. Mình đeo đẳng nó, mình chờ cơ hội gì phước nó còn. Mình đeo theo mình đòi. Mình khổ te tua hết chứ. Mình lên bờ xuống ruộng, nó đi ăn mình đứng mình nhìn. Nó rồi nó đi chơi mình cũng bặm môi mình tức mà mình không làm được gì nó. Giờ nghe ông thầy này nó quan gia nên giải không nên kết. Mà giờ ông nói là cái thế giới cực lạc đặc biệt thù thắng, muốn ăn có ăn, muốn bận có bận, thần thông tự tại. Một cái quốc độ an lạc, không có chiến tranh, không có sự đấu đá, hơn thua. Cái quốc độ quá tốt mà về đó được tuổi thọ vô lượng. Mà chỉ cần niệm Phật thôi, nương vào bổn nguyện của Phật thì Phật rước. Mà nghe ông thầy ông nói là mình mà hương linh còn dễ rước, được rước hơn. Tại vì mấy cái người còn sống này họ còn cái thân, nên rước họ là chừng nào thọ mạng họ đến. Chứ bây giờ mà đang còn sống gì mà đang niệm Phật lên mà rước hết trơn chứ ai dám niệm Phật. Vì biết rằng á, bây giờ đang ngồi còn sống gì mà tự nhiên mình niệm Phật lên là cả đám chúng ta nằm chết hết trơn. Chắc những đứa cũng chết theo luôn quá. Sao mà chịu nổi quý vị? Quý vị ơi, hỏi giờ này mà Phật rước thì ai dạ, ai muốn giảng sanh mà đi theo Phật đưa tay lên. Chứ xin thưa quý vị nghe, nếu mà thật sự mà khi lễ Phật xong
Và Phật A Di Đà Ngài đứng như là một cái núi lớn. Ngài ôn tồn, Ngài nói: này các con, ta đã đến rồi, các con hãy đi theo ta. Trong đây không biết bao nhiêu người lại khóc hù hù. Phật ơi Phật, Phật đừng có bắt con Phật ơi. Từ từ đi, con còn chồng còn con vợ còn con, còn làm ăn còn tùm lum, bắt đầu kể lễ nè. Một số người thì tính nguyện thì không nói nghe, một người mới mới là xanh mày xanh mặt khóc hù hù chạy mất gì. Chạy ra xe 50 chỗ, kêu ông tài xế, chạy ông tài xế. Ông tài xế hỏi chuyện gì vậy? Ông chạy liền đi, ông Phật ông bắt ông luôn bây giờ cho mà biết. Thấy chưa? Không phải đơn giản đâu quý vị. Nhưng tôi đọc một đoạn của tổ sư nói một câu vậy nè: phát nguyện sanh Cực Lạc niệm Phật, nhưng mà nếu hiện tại giờ này Phật đến tiếp dẫn thì nhiều người sẽ từ chối Phật. Tổ sư nói đó, không có giỡn đâu nghe. Đó, nên cái tín nguyện của mình nó còn chưa chắc ăn. Cái tín nguyện của mình còn yếu lắm. Cho quý vị biết, yếu lắm luôn á. Hiểu không? Nên quý vị phải nhìn cái vô thường sâu sắc. Nó chứ không phải đơn giản. Nên người còn sống hay chưa hương linh, nhất là chưa hương linh á, buông cái tâm hận thù đi, hơi linh hơi linh. Buông tâm hận thù đi, buông cái tâm oán hận đi, hương linh ơi. Hiểu không? Rồi đeo đẳng theo bao nhiêu chục năm, bao nhiêu trăm năm đây theo báo thù, nhưng ngài Ngộ Đạt Quốc Sư mà giết làm chịu thố. Vậy mà theo mười đời, một đời của ông mình cho 60 năm đi, mười đời nhiêu? 600 năm. Vậy mà chịu thố đi theo 600 năm để chờ cơ hội báo thù, kinh chưa? Nhiều người chúng ta ngồi đây nè, quan gia đi theo đòi nợ mình không biết bao nhiêu năm nói. Và tượng tình không, ngài nói quý vị đi đến đâu quan gia đi theo gần nửa đoạn đường, vô lượng kiếp tạo tội nghiệp sát sanh hại vật giết người đi theo y y. Nên quý vị mà đang ngồi ở đây mà nghe gì á, hương linh người ta cũng đang gác chân lên chán suy nghĩ, ngồi nghiêu ngao suy nghĩ đó quý vị. Suy nghĩ sao thằng thầy này nói cũng có lý, theo báo thù nó bao nhiêu năm nay mà chưa báo thù được mà nó khổ muốn chết. Lúc thì xuống dưới tam đồ, lúc thì đi lên lại, xuống tam đồ xong đi lên lại thì báo thù căm hận đó, rồi cuối cùng đi theo nữa. Vậy mà đi theo bao nhiêu đời nay bây giờ khổ te tua, bây giờ đây là cơ hội để mà giải thoát. Vậy mà giờ sao mà hằng chút không niệm Phật phất cho rồi đi, bây giờ sao giờ con muốn về Cực Lạc sao ông thầy? Nói một chút mà ở đây người ta lễ Phật đó, hương linh lễ theo, chân thật cung kính lễ theo. Nó Đức Phật nói chỉ cần từ một niệm đến mười niệm mà hương linh thì không có cái thân, chỉ có cái linh hồn không à, vì không có chướng ngại cái thân. Mà thọ mạng đã chết rồi, chết lâu rồi, bây giờ chỉ còn có cái hồn. Mà cái hồn này mà chịu mà nghe mà niệm Phật mà cầu sanh Cực Lạc thì Phật A Di Đà ngày phóng quang. Mà trong quang minh có vô số Phật, vô số Bồ Tát hiện ở trong, thì Đức Phật A Di Đà ngày phóng quang một cái là tức khắc hương linh từ trong cái quang minh đó mà được tiếp dẫn hương linh về Cực Lạc. Đây là cơ hội nè. Người ta tạo cái pháp hội Di Đà này là cơ hội mà cầu siêu á cho hương linh, cầu siêu cho người đã chết, cầu siêu cho người còn sống. Sao kia ghê thế ghê. Cầu siêu cho người đã chết, cầu siêu cho người còn sống. Thầy giải thích kỹ đoạn này với thầy. Cầu siêu cho người còn sống là người này còn vướng biếu cái cõi đời này, cầu siêu cho họ, hiểu không? Cầu siêu cho họ. Còn cầu siêu cho người còn sống là quý vị đang mang tâm buồn giận hận thù chất chứa trong tâm, nên cầu cho những cái buồn giận đó tan biến đi là cầu siêu cho người còn sống. Hiểu không? Quý vị để cái đó trong tâm quý vị là quý vị tương lai đi đỏ đó. Hận thù là quý vị để là đi đỏ đó. Nên bây giờ cái pháp hội Di Đà là cầu siêu cho cái tâm quý vị ấy. Nên quý vị nhẹ nhàng dữ lắm. Quý vị coi này một chút nè, người quý vị thấy nhẹ lắm khi pháp hội xong mà phóng sanh thêm, là quý vị coi bị nhẹ sờn. Nhẹ, nhẹ. Hiểu không? Đó. Nên giờ này mình phải phấn chấn lên nghe quý vị. Thấy không? Không có được cặp mắt mơ quyền mờ nghe.
phấn trắng lên, nó mắt mở chớp chớp lên coi, mắt chớp đủ lên cho nó tỉnh, đừng có ngồi mà. Quý vị biết rằng hương linh đã nhập vô, người ta nói với hòa thượng Tịnh Không một câu như này: hòa thượng ơi, ai mà ngồi nghe pháp ấy, mà ngồi bình tĩnh thì chúng con nghe bình tĩnh, chúng con đi theo họ, họ ngủ là con ngủ theo, họ gục là con gục theo, họ ngồi bê tha là con bê tha theo, nó họ nằm nghe thì con nằm nghe, họ nghỉ nghe con nghỉ nghe. Hòa thượng Tịnh Không người nói nó nghỉ kệ nó, mày nghe mày được lợi ích không, con làm theo nó. Quý vị thấy chưa? Đó, nên quý vị ơi, quý vị phấn chấn lên, về chùa có một ngày một bữa phấn chấn lên, nỗ lực lên để cái chuyến đi của mình nó được xứng đáng. Âm siêu thì dương lợi, hiểu không? Nó xứng đáng. Đó, quý vị biết rằng những cái cũng nhiệt liệt với quý vị, hết mình, hết mình, hết mẩy chưa? Nên quý vị biết rằng là giờ này, thấy không? Mình tu tập xong, mình phóng sanh xong, mình đi ăn cơm, đi thỉnh tượng Phật, thấy không? Thỉnh máy nghe pháp, máy niệm Phật gì đó, tùy quý vị. Đèn bông sen rồi có sẵn đó, thấy không? Rồi nhớ là 7 giờ rưỡi những đức qua bên cái nhà Ton, những đức chia sẻ Phật pháp đúng 1 tiếng. Xong mấy anh chị ca sĩ hát rầm rầm thế bị nghe. Bữa nay có một số anh chị ca sĩ rất nổi tiếng mà mới đến bữa nay lần đầu. Nên từ nơi đó mà cái chương trình á, quý vị biết những đức muốn sắp xếp cho quý vị á, có tu hành, có nghe pháp, có niệm Phật, và có những bà con ở vùng sâu vùng xa, quý vị đi đến đây cũng được anh chị ca sĩ hát cái buổi trưa một chút, nói một chút chứ giá chót cũng hơn 2 tiếng. Nên bữa đó là nghe nói 20 ca sĩ là cũng xanh xao, nhưng mà cuối cùng 5 ca sĩ ở nhà lễ Phật không đi hát được, còn 15 người cũng được, quý vị. Đó, nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng là cái chương trình chùa của chúng ta là những đức đó, sắp xếp làm sao cho quý vị tu tập mà làm sao quý vị thấy thoải mái nhất mà có tu. Cái quan trọng là về đây có tu, nói không? Rồi chiều á, buổi chiều là 2 giờ, thấy không? 2 giờ những đức qua chia sẻ Phật pháp, trước đó niệm Phật, rồi những đức chia sẻ Phật pháp, rồi phóng sanh cúng thí thực, thấy không? Có nghĩa là chùa tu tập chia sẻ Phật pháp, phóng sanh cúng thí thực, chương trình làm một chương trình là đều có hết chứ. Cái này là về cái mặt tâm linh, quý vị đi đến đây nó có đầy đủ hết. Rồi buổi tối nghe, nhớ 5 giờ rưỡi tập trung ổn định hết tại đây. Phật tử gì tập trung về đây hết để làm chi? Là mỗi người những đức tặng cho một chiếc khăn bình an, thấy không? Chiếc khăn này nó đặc biệt lắm quý vị ơi. Có nhiều người nói tự nhiên vì người ta niệm Phật 10 câu, người ta tròn khăn, người ta ngủ. Chàng ô, nó ngủ gì đó. Mà nhớ nghe, cái khăn này nó có 10 con công hay gì đó phải không? Mấy con? 8 con. À, có 8 con. 10 con hả? Ai mà biết, nhưng cũng chưa biết nó 10 con hay 8 con, ai biết gì nữa. Nhớ, chừng nào mà về mà giặt 10 con công hay 8 con công này mà nó bay hết là quý vị chắc chắn đời này niệm Phật giảng sanh. Hiểu chưa? Mỗi lần mà quý vị giặt á, giặt mà bay một con là quý vị nhẹ nhàng một con, bay 2 con là quý vị nhẹ nhàng 2 con. Chừng nào mà nó bay hết trơn, nó còn cái khăn trắng tươi là cái sự tu hành quý vị nghiệp chướng đã tiêu trừ. Nhớ không? Đây là cái khăn bình an, nó đặc biệt lắm quý vị ơi. Nó
con công mà giết mà niệm Phật giết mà nó còn giáng sanh mà. Nó thấy hay chưa? Quá hay. Đó. Đó đó. Nên chiều nay tặng mỗi người một cái khăn và cái đặc biệt là mỗi người một cái đèn bông sen. Cái công đức của đại chúng này âm hưởng một cái câu Phật hiệu niệm lên, ông bà tổ tiên của mình chưa siêu thoát, mong cầu cho họ nương vào bổn nguyện niệm Phật mà họ được siêu thoát. Và nhớ là mỗi lần nhìn cái đèn bông sen, nghe không? Nhìn cái đèn bông sen nghe. Nhìn nghe. Nhìn chi vậy? Có nhiều người ở tu nó nhìn chi? Nhìn cái đèn bông sen để giữ cái tâm của mình thanh tịnh. Thấy không? Mỗi lần buồn giận ai nhìn cái đèn bông sen, thôi nghỉ giận. Giận người ta mình khổ quá, đừng giận nữa. Niệm A-di-đà-phật. Không, cái đèn bông sen hay lắm đó nghe. Chiều này tặng quý vị hết luôn. Nhớ 5:30 nghe. Tập trung hết, đủ hết. Đó, chứ nếu mà đi đến trễ mà đổ thừa, bữa nay tôi không có là không được đó nghe. Cái nào rõ ràng, ta thông báo rõ ràng hết trơn. 5:30 là tặng qua một lọt hết. Rồi vì cái lúc mà lễ Phật đó nghe, lúc lễ Phật đó là cái đèn bông sen này bật lên để hang 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 hang. Hiểu không? Rồi cái lúc mà mình lễ Phật xong rồi đó nghe quý vị, chúng ta niệm bổn sư, bật lên cái điều bổn sư trong vòng 10 phút mặc niệm. Người ta mặc niệm, người ta mặc niệm cái mặt này dễ thương, còn chứ Đức mặc niệm cái mặt thấy ghét. Cái mặt mình nó ngồi vậy. Chắc là sanh nhiều đời nhiều kiếp không được quan hỷ. Nên ai mà không quan hỷ đồ đó nghe. Ai không quan hỷ đồ, hơn thua đấu đá chăm chích người khác sửa lại đi. Không thôi là giống hệt tôi, cái mặt bị ta chửi chết một. Sửa lại nghe quý vị, để đời này chỉnh cái nhăn lại để sanh cái quả khác. Quan hỷ, đi đâu cũng quan hỷ, đi đâu cũng vừa lòng vừa ý nghe. Để những đời kiếp mình trở lại cõi ta bà có cái gương mặt khả ái. Nghe không? Nghe không? Dễ thương á. Nhìn mặt là thấy thương liền. Quý vị thấy mà có những vị thầy mà gương mặt của người ta dễ thương lắm quý vị ơi. Nhìn ta phúc hậu, hiền hậu sao á. Nhất là thầy Pháp Hòa là gương mặt là phúc hậu. Nhìn thấy dễ thương liền quý vị. Còn cái mặt nha Đức, nhìn cái thấy ghét. Mới thấy thấy không? Dù là cái tâm mình không đến nỗi ác gì, nhưng mà quý vị biết rằng cái nhiều đời nhiều kiếp cái nhăn á, không có quan hỷ, đi đâu cũng nhăn nhăn cái mặt. Cái nhăn đó bây giờ nó nhăn luôn chứ sao. Nên tại sao mà trong nhà Phật nói cái nhăn cúng hoa cho Phật khả ái đẹp, cái nhăn cung kính tôn trọng người nên tướng tá cao ráo đẹp. Đó, vì thấy cái tướng nhìn Đức đi không, thấy gớm không? Đi giống như là du côn xã hội đen vậy. Đó là cái gì quý vị biết không? Đó là cái nhăn không vừa lòng không vừa ý, cái nhăn chăm chích chăm thọt người ta nhiều đời nhiều kiếp. Thấy không? Rồi gương mặt đi đâu cũng nhăn nhăn, rồi không vừa lòng không vừa ý, chu cái mỏ ra nên đời này hô. Quý vị thấy những Đức nói những Đức sạch nhất đó, cho quý vị nghe đó. Nó thấy không? Nên quý vị nên điều chỉnh lại. Nghe gì rồi mình coi coi có ai cái tướng giống ông thầy, cái mặt giống ông thầy không, rồi mình chỉnh lên liền đấy, để mình về cực lạc, mình trở lại cõi này trong cái lục đạo luân hồi mình có cái sự khả ái dễ độ chúng sanh hơn. Đó. Rồi quý vị biết rằng mình dùng những lời lẽ chân thành nhiệt tình mình giúp đỡ người, để những đời kiếp mình tái sinh lại mình có một cái tiếng nói nhẹ nhàng, một tiếng nói như chuông vang nhẹ nhàng thanh thoát. Quý biết rằng vì thấy cái tiếng như Đức mà người ta vừa nghe là người ta sợ, tiếng gì mà rầm rầm như là bữa củi thô, thì thấy không? Đó là những cái nhân tu nó không đặc biệt, nhưng mà nhờ nhiều đời nhiều kiếp mình tín nguyện niệm Phật nên đời này mình đến cái cõi này mình được con cái là mình thích niệm Phật. Nghe không? Nhưng mà những cái kia những Đức đều không được hết nghe, nhưng chỉ được có con cái là như Đức thích niệm Phật là quý vị vô mánh.
Tại sao? Vì Như Đức thích niệm Phật lại ngay cái pháp mà Phật chọn cho mình. Phật Thích Ca Mâu Ni người nói thờ mà pháp niệm Phật thành tựu. Người ta có khả ái dễ thương gì mà người ta lại không đem pháp niệm Phật cho quý vị? Quý vị đâu có tu được. Nhưng Đức thì nhìn thấy mắt ghét mà lại đem cái pháp niệm Phật cho quý vị, nên quý vị vô mắt. À, thấy chưa? À, thì ra ở cõi này nghe quý vị, nó mắc cái này nó được cái kia. Nhưng quý vị nên chọn cái được, cái được mà làm sao đời này giảng sanh. Hiểu không? Nếu bây giờ mà đổi lại những Đức á, nhìn mặt dễ thương, nói chuyện dễ thương, tướng tá đẹp, mọi mặt cái gì cũng đẹp là cái của những Đức. Những Đức lại không có không có cái pháp niệm Phật đưa cho quý vị, thì quý vị không có thể nào tu pháp niệm Phật. Mà quý vị không tu pháp niệm Phật thì đời này của quý vị xong rồi. Sao quý vị được siêu thoát về cực lạc? Nhưng mà quý vị nhìn những Đức không được đẹp, không dễ thương, không nói chuyện nhỏ nhẹ, nhưng mà được có một cái, những Đức liên quý vị niệm Phật. Thấy không? Cái này mới là cái đặc biệt nè. Cái này là cái của quý vị đó. Và được lợi ích đặc biệt chỗ này nữa nè quý vị, là vì nhờ những Đức nói chuyện không ngọt, không dễ thương, nhìn tướng tá không đẹp nên quý vị không dính mắt. Chứ gặp những Đức mà thiệt là đẹp, quý vị lỡ chừng quý vị mê chết mù. À, cũng dính mắt chết nữa. Hiểu không? Còn bây giờ quý vị đâu có mê, thấy gớm mà mê gì? Thì quý vị lại mê cái pháp của Phật, vì lại thành tâm niệm Phật để được siêu thoát. Đó, thấy chưa? Nó phân tách ra cho mà nghe cái lợi cái hại của nó, nghe nghe bèn. Thấy chưa? Đó, để cái pháp niệm Phật này hay dữ lắm. Hay dữ lắm. Cho quý vị biết nghe, tất cả người ngồi ở đây nghe, quý vị cứ chăng thật về niệm Phật lễ Phật đi. Vợ chồng cùng làm đi, rồi con nó làm theo. Quý vị sẽ thấy 2 năm sau thôi, cho con số 2 năm thôi, quý vị chân thành đi, làm vừa vừa thôi, dành thời gian dưỡng cái tâm nghe, nghe pháp niệm Phật nghe, ăn chay nghe. 2 năm sau thôi, 2 năm thôi, rồi quý vị sẽ thấy. Họ thấy cái gì thầy? Thấy cái gì lúc đó tự biết. 2 năm thôi sẽ biết. Cho quý vị biết, những Đức đi vô trong chùa, lúc đó là những Đức bị nhức xương sống kinh niên. Những Đức sát sanh hại vật, nấu ăn, bị nhức xương sống. Lúc còn nhỏ thì mắc móc con cá heo vô cái lưng, treo nó lên, nó chạy vòng vòng để câu cá lăng, nên nhức xương sống kinh niên luôn. Đi vô chùa, quý vị ơi, lễ Phật chỉ có 5 tháng thôi, hết bệnh nhức sống. Những Đức là thợ nấu nên cái đầu nhức tưng tưng, vì đặt đầu cá này kia đồ heo, nhức đầu tưng tưng kinh niên luôn. Ngày nào cũng nhức, nhức với cái mặt sân si, nhức với cái mặt kỳ cục lắm, nhìn ghê lắm. Cũng niệm Phật lễ Phật mà hết nhức đầu. Đó, hay chưa? Rất hay. 2 năm sau thôi là rõ ràng chuyển nghiệp. Từ một người không ai tin tưởng, tự nhiên người ta tin tưởng. 2 năm thôi. Mà tin tưởng thì tự nhiên có vật chất làm được những việc thiện, việc tốt. Nên quý vị mà chăng thật vợ chồng ở nhà niệm Phật ăn chay, thấy không? Rồi sống thiện, làm vừa vừa thôi, dành thời gian bổ túc gia đình. Nhớ nghe niệm Phật. Vợ mà giữ lên chồng nhịn niệm Phật, chồng mà giữ lên vợ nhịn niệm Phật, con nhìn theo đó mà gia đình bình yên. 2 năm sau thôi gia đình chuyển nghiệp, chắc chắn quý vị luôn. Nè, thỉnh cái bộ tượng nè, quý vị biết những Đức đặt tượng tặng cho quý vị nghe, toàn là tượng vàng 24 không? Dữ dằn thiệt. Thấy chưa? Quý vị coi ở cõi đời này đa phần ai không thích vàng. Đeo chiếc nhẫn cho xíu xiu mà giấu quá trời. Hồi xưa mà những Đức có bà chị ba, hồi thời đó còn nghèo, lấy chồng cho được có 5 phân vàng. 5 văn thôi, cho vị biết. Mà lấy ông Hùm, vị biết cả đời khổ có 5 phân vàng. Vị thấy chưa? Vàng là quan trọng lắm nghe. Nên từ nơi đó mà tượng Phật của chùa mình làm vàng 24. Nghe chưa?
Mỗi một pho tượng ở chùa mình phải bị thỉnh về, những đức đều cầu nguyện cho quý vị. Gia đình quý vị niệm Phật, lễ Phật, tu hành, đem tượng Phật về chùa thờ, đây là đại lộc. Đại lộc. Nhờ cái đức của Phật Bồ Tát thờ trong nhà, mà những chướng khí ở trong nhà, chướng khí đó là ai? Con bất hiếu, chồng quýnh đập, vợ chửi mắng, chồm sớm liễn đá qua, nghe không? Chướng khí ở trong nhà nặng nề, đem bộ tượng Phật này về thờ ở trong nhà, chướng khí quá dại. Chướng khí quá dại. Cái đức của Phật quá dại chướng khí. Hiểu không quý vị? Nó sáng nay tặng tượng Phật nữa nè. Gia đình nên có ngôi tam bảo đi, có thờ khóa tu, nghe không? Sau này cuộc đời này có khi có những kiếp nạn, như mùa dịch quý vị thấy mình có đi đâu đâu, ở nhà có ngôi tam bảo, có thờ khóa tu, tu tại nhà. À, quý vị biết cái tâm những đức khi chia sẻ Phật pháp nó hừng hực, mà lúc mà gì thấy ghê lắm quý vị. Gì nè. Thấy chưa? Cái cách giảng mình nó không có, nó giống như nó háo hức quý vị, háo hức cái tâm lên á. Nó giống như là nó dạt dào sao á. Giống như quý vị biết cái gương mặt người ta mà đẹp, mà người ta ca sĩ mà khi người ta dạt dào, người ta cũng diễn nữa. Thật sự người ta có thể hát một bài hát nhân quả, nhưng mà thật sự thì ca sĩ người ta không có đi vào nhân quả. Nên lúc người ta hát đó người ta vẫn diễn luôn quý vị. Mà cái mặt người ta đẹp ta diễn, còn mình cũng dào dạt, mà mình dào dạt ghê quá. Mình dào dạt thấy ghê quá quý vị. Nhưng mà quý vị biết nghe, khi quý vị thấy như đức làm quý vị đỡ buồn ngủ lắm. Quý vị sợ. Khi như đức làm gì có nhiều bà mà bà đang ngủ gục mà bà thấy như đức gì, bà mở mắt bà sợ lắm quý vị. Bà thấy như đức làm. Bà tưởng là mình cầm cái gì mình liền mà. Nên ta tỉnh quý vị. Nên cái này là cái rất là quan trọng. Nói quý vị thấy không? Nên nhớ nghe, phải tu cái tâm quan hỷ, phải tu cái tâm vừa lòng vừa ý. Đi đến chùa đông đúc gì, lỡ người ta nấu cơm sống một chút quan hỷ, vì mình nói người ta nấu nhiều quá. Lỡ người ta kho đồ ăn mặn một chút quan hỷ, vì người ta kho nhiều quá. Lỡ người ta xô đẩy người ta lấy hộp cơm, quan hỷ, vì chúng sanh sợ hết cơm vì đói quá. Mình đói quá mà sợ hết cơm, phải chen vô mình lấy hộp cơm chứ quý vị. Quý vị biết cái nhân tố của cõi này nó ghê lắm. Thí dụ như mình thấy con nhỏ đó, nó ban vô nó lấy hộp cơm đi ra, mình đứng mình đợi nãy giờ chớ hề ai đưa hộp cơm cho mình. Con nhỏ kia nó, mày đứng đây tới sáng không có hộp cơm. Tao mới bước vô là có cơm liền. Mày đứng đây nãy giờ mày chờ đó đi, đố mà có hộp cơm cho mày. Ha, vậy hả? Vậy tao làm sao? Mày ban vô, mày xô mà già qua bên đi, mày có hộp cơm liền có gì đâu. Cái nhân tố ở cõi đời này nó khiến mình không có ngồi yên đó. Mình không có kiên nhẫn được quý vị. Cuối cùng mình bị con nhỏ kia tác động. Mình nói hồi nãy tao đứng lâu ghê không có cơm. Được rồi mày coi tao nè. Mình quạt lia mình quạt văng người ta qua bên chứ. Mình ban vô mình lấy hộp cơm. Phật nói tội nghiệp thiệt. Phải chi nhẫn một chút nữa thì đệ tử của ta chân chính. Cuối cùng làm cái kiểu này trở thành đệ tử của ma. Nó ma nó cho con cháu nó làm vậy đó. Nó nhào vô, nó xô đẩy, cuối cùng mình làm theo. Mình tưởng là mình đứng đó là không có, nhưng mà do mình chưa tới cái duyên này. Chứ thật sự thì có chứ nha. Có khi cuối cùng người ta còn đem canh ra nữa. Mấy cái đứa đi trước cơm không, không có miếng canh. Mà mình cuối cùng mình đứng chút, ta đem nguyên thấu canh cái đó mồ mình ăn đến cao dặn đứt sao. Cuối cùng có canh để ăn chẹt. Có khi đem cái bánh tét bánh nấu cho mình ăn. Tại vì lúc đông quá đem ra thì chi không đủ. Cuối cùng, tới cuối cùng nó mới đem. Nó đem ra bánh ú, bánh tét, chuối rồi đem qua quá trời luôn. Nó công nhận nghe lộn này đứt ngon ghê. Đứng tới cuối cùng công nhận. Mà thêm nữa là nó, mình đứng đó mình niệm Phật. Còn quý vị ăn sao nó ăn ngon. Đói quá nó ngon chút gì. À quý vị nghe nè, những đức chia sẻ pháp thì để ý nghe. Để ý những cái câu những đức chia sẻ pháp á. Để ý rồi quý vị sẽ biết có những cái lời pháp ở trong á. À, thì quý vị cái lúc nhìn cái đoạn mà như đức nói
có đệ tử Phật, đệ tử ma, đoạn nó bị để ý đó. Đó là cái chỉ dẫn mình lúc mà mình tạo tác, nên bình tĩnh, cẩn thận. Coi chừng cái nhân tố nó dẫn dắt mình, rồi mình tu quốc tu duyên, mình lễ Phật ngon lành, mình bước ra mình khóa sạch nhất. Sạch rồi xong ma nó vỗ tay, nó nói có đệ tử ông Cù Đàm là đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni, tu nhiều khóa sạch nhiều, còn gì nữa đâu. Nó quý vị nghe không, cái này quan trọng lắm, nó cẩn thận, hết sức là cẩn thận. Nó nên còn thí dụ như chỗ ngồi đồ mình ban vô mình ngồi im cu, ban vô cái chỗ phía trước mình ngồi im cu, mình ngồi mình đừng có nhìn ai, mình ngồi mình chứ mình làm ai gì đà Phật, ai gì đà Phật, ai gì đà Phật, ai gì đà Phật, ai gì... ngồi im cu gì đó, chứ đừng có vô ngồi phía trước mình giáo giác, mình thấy nó ai nhìn mình, thấy người kia nhìn mình, nó mình nhìn tao gì kệ tao, không mình sân si theo cái nhân tố. Họ nhìn mình nói tưởng là mình đi dành chỗ ngồi, mình ngồi xong mình im gu, ai gì đà Phật, ai gì đà Phật, ai nhìn mặt kệ người ta thì không có sao, nó không có nhân tố quý vị. Còn mình nhìn giáo giác mình thấy nhỏ kia thì mình nhìn tao gì mấy, hiểu không? Nó quý vị thấy ở ngoài đời có khi nghe, có khi tự nhiên á, ví dụ như cặp mắt những đức chỉ cần nhìn vì thấy y gan là hung dữ, ví dụ thấy chưa, thật sự đâu có gì đâu, thấy chưa, nhìn qua đây đó nè, thấy chưa, đó. Nó không có gì chứ mà vì nhìn nè, thấy chưa, đó. Nên từ nơi đó mà nhìn cái mình nhìn đâu gì, thấy chưa, nó thấy kinh chưa, nó trong lòng mình bực bội khó chịu nên thôi nhìn nhẹ nhẹ thôi. Nên tôi nói câu nói mà có nhiều người nói tôi giảng pháp làm sao mà nhìn giáo giác, tôi thích. Cái quan trọng là tôi thích vậy đó được không? Tôi nói thiệt, tôi mà có thiên nhãn tôi nhìn tuốt tuốt ở đằng kia đang, tôi đưa cặp mắt tuốt rồi nó quay vòng vòng đó. Tại tôi thấy người ta nhìn tôi khoái nhìn lại người ta được không? Tại sao tôi nhìn ra sau lưng tôi thấy mấy người sau lưng nhìn tôi, quay lại nhìn họ một cái, chứ sao? Chỉ có tâm vậy thôi chứ không có gì chứ, hiểu không? Đó, nên mình tu hành làm sao mà mình quan hỷ. Mình tu hành làm sao mà mình quan hỷ, nghe chưa? Nhớ là gặp được pháp môn niệm Phật này, nắm cho chắc, nắm cho thật là chắc, dù nghe ai nói gì mặc kệ. Đừng có tu mà nói mà mình hết thờ, nghe chưa? Tu lúc nào cũng có thờ hết chứ. Nhớ nghe, cái thờ của người tu là cái thờ giải thoát, chứ không phải là vật chất ở thế gian là thờ. Cái người không tu là người ta cầu cái thờ là tiền bạc, danh tiếng. Còn cái thờ người tu là cái thờ giải thoát của đời mình. Nghe không? Danh tiếng đến và danh tiếng đi, người thương và người ghét, chuyện này nhất định phải có. Thấy không quý vị? Những đức đã tính trước rồi. Mấy cái bà phan hâm dọ này nè, bà vỗ tay vậy đó. Bà làm trưởng đoàn mà giảng đi đồ hoan hỷ vậy đó. Nhưng mà tính trước đi, mấy bà vậy đó, nhưng mà mai mốt mấy bà trở ngại, mấy bà chữ chích mộ nè. Vì coi sẽ có nè, chứ mai không có đâu. Sẽ có đó. Bà trở mặt 180 độ. Con người phàm phu chúng ta thường bị cái bệnh này nè quý vị. Bao nhiêu cái đẹp đến với nhau, nhưng khi đã hạn thì bao nhiêu cái đẹp đạp xuống chân, chỉ có cái xấu trước mặt mình. Coi chừng nghe, cẩn thận đó. Quý vị biết rằng nói đâu xa lạ, ngồi trong đây mà cái chuyện vợ chồng sống với nhau có khi cũng hạnh phúc quá chèn luôn. Vậy mà khi không thương nhau toàn là đem cái xấu nói không. Còn lúc yêu nhau cha mẹ cản, nói không mẹ ơi, mẹ không có hiểu ảnh bằng con đâu mẹ. Tin ảnh hút thuốc, ảnh nhậu một chút, nhưng mà ảnh dễ thương dữ lắm. Quý vị thấy không? Thương người thương cả lối đi, cái gì cũng dễ thương. Vậy mà khi mà đã nghịch rồi, nó quýnh một tát tay thôi, một tát tay thôi nghe, dìa mét mẹ cha là dìa, toàn là nói nó xấu không. Còn tất cả cái đẹp của ngày xưa, ủa mày, hồi đó mày nói nó dễ thương lắm mà, không có dễ thương.
hay không? Toàn là xấu không quý vị, không có cái gì dễ thương nữa chứ nghe. Nên tôi không có bị cái danh lợi trong cuộc đời này dụ tôi đâu. Ai thương thì thương, ai hô hà thì kệ, ai vỗ tay thì kệ. Tôi vẫn là mỗi ngày khuyên niệm Phật, theo đó mà sống. Nhắm mắt nhắm mở, mắt nhắm mắt mở, nghe không? Mắng mắt nhắm mắt mở mà sống đi, giống như diễn giống giống người ta mà sống đi, chứ đừng có tưởng thật. Bữa nay họ thương mình vậy đó, ngày mai khi họ hận mình là nó kinh lắm. Chỉ cần chạm họ một chút thôi là nó thành hận thù rồi. Nên quý vị cẩn thận cái tâm này. Dù cỡ nào chúng ta cũng được nghe Pháp, chúng ta cũng được đi đến chùa, dù bất cứ chùa nào hay nghe thầy nào giảng. Nhưng sau này có đi đến chùa khác đừng có phê phán, đừng có đi phê phán làm chi. Tại vì cũng là cái ơn mình được đi đến chùa ban đầu. Thì cái từ ngôi chùa giống một ngôi chùa đầu là một nấc thang, ngôi chùa thứ hai là hai nấc thang. Mình lên được 10 nấc thang mình lại chơi ngôi chùa đầu tiên thì mình sẽ té xuống dưới đất. Nên cẩn thận cái tâm đó, nguy hiểm dữ lắm. Thấy chưa? Ghê lắm đó nghe. Đó, nên mình có thể tu tịnh độ và mình có thể tu cái pháp khác. Nhưng khi đã tu cái pháp khác đừng có phê phán pháp tịnh độ. Mình khi tu tịnh độ mình đừng phê phán cái pháp khác. Mình được quyền tán thán nhưng mình đừng phê phán cái pháp của Phật. Đừng có chê bai cái pháp của Phật. Nhớ kỹ nghe quý vị, hiểu được nguyên lý này rồi thì quý vị tu sẽ được an lạc dữ lắm. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Chúng ta chắp tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.